khái niệm về các cái cơ số ha, cũng như là cái phân biệt giữa các cái vị trí của các số nó như thế nào, và mình sẽ tìm hiểu về các cái hệ thống số là hệ cơ số 10, hệ nhị phân, hệ 16 và hệ hệ cơ số 8, hoặc octan là hệ cơ số 8. Rồi cái cách mà chúng ta chuyển đổi giữa các cái hệ cơ số này như ra sao ha, chuyển đổi từ những cái hệ số đó sang hệ cơ số 10 và chuyển đổi từ hệ số 10 sang những cái hệ cơ số tương ứng. Đấy. Thì như chúng ta đã như chúng ta cũng đã biết, cũng đã tìm hiểu, thì chúng ta biết rằng là cái hệ thống số á, là nó sẽ là gì, là nó định nghĩa một cái số, nó sẽ được biểu diễn như thế nào thông qua những cái ký hiệu đặc trưng, thông qua những ký hiệu đặc trưng của cái cơ số tương ứng. Thì một cái số nó có thể có nhiều cái cách biểu diễn. Ví dụ như chúng ta có cái số 42, 42, thì nếu chúng ta biểu diễn trong hệ cơ số 8 á, thì chúng ta sẽ biểu diễn nó thành là 52. Còn nếu chúng ta biểu diễn trong hệ cơ số 16 á, thì chúng ta biểu diễn là 2A. Đấy. Thì thông thường chúng ta hay sử dụng á, là chúng ta sử dụng cái hệ cơ số 10 nhiều hơn, là sử dụng đúng 10 cái chỉ số thập phân á, 0 1 2 4 5 6 7 8 9. À, thông thường chúng ta bị sử dụng những cái chỉ số đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ sử dụng có 8 ký hiệu thì như thế nào? Ví dụ chúng ta chỉ sử dụng tới 16 ký hiệu thì mình sử dụng như thế nào? Đấy. Và cái người hình như cái người Maya cổ đại á, là họ sử dụng cái hệ cơ số 12 hay là hệ cơ số 60 gì đấy, là người Maya cổ đại á, là họ sử dụng đó. Nhưng mà đối với máy tính á, đối với trên máy tính á, thì nó sẽ sử dụng cái hệ cơ số là hệ cơ số 2 8 16 2 8 16, thì những cái cơ số đó nó sẽ phù hợp với cái việc mà chúng ta tổ chức cái dữ liệu trên máy tính. Ở giờ này thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái loại là 28 và 16 thôi, còn về mà tổng quát á, thì nó cũng sẽ tương tự như vậy ha. Rồi thì một cái hệ cơ số á, ha, thì nó sẽ gồm có các cái chữ số, nó sẽ gồm có các cái chữ số đấy. Thì về mặt tổng quát á, thì một cái số nó sẽ biểu diễn có cái dạng như sau, tức ở đây nó là cái chỉ số phần nguyên, mình hay gọi nó là phần nguyên, rồi sau đó cái phần này gọi là phần tập phân, phần lẻ ha, mình gọi là phần lẻ ha, decimal, ở đây là phần nguyên integer, còn đây là phần lẻ decimal đó, đây phần nguyên, đây phần lẻ đó. Và nếu mà số này có dấu á, thì nó sẽ có dấu cộng và dấu trừ tương ứng ha. Và nếu mà viết trong hệ cơ số nào á, thì chúng ta sẽ đóng ngoặc mở ngoặc cái này và chúng ta ghi cái số b tương ứng ha. Thì khi đó cái tập các cái s cái biểu cái symbol á, tức là những cái ký hiệu á, trong cái này thì nó được gọi là những cái chữ số, hay những cái chữ số. Đấy. Thì đó ví dụ như cái hệ cái số 10 á, thì nó có 10 cái chữ số là 0 1 2 4 5 6 7 8 9. Còn đối với hệ cơ số 8 á, thì nó chỉ có 8 chữ số thôi, là 0 1 2 4 5 6 7 ha. Còn đối với hệ cơ số 16 á, thì nó có tới 16 chữ số lận, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. Rồi sau đó nó có cái những cái ký hiệu khác nữa, đó là A B C D E F. Đấy. Và khi đó B này nó được gọi là cái cơ số, B này nó được gọi là cái cơ số. Thì trong hệ cơ số 10 á, thì chúng ta sẽ có cái B nó bằng 10, đúng không? Và cái tập S này là tập các ký hiệu, tập các chữ số của nó, thì nó sẽ gộp vào 10 cái ký hiệu tương ứng. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ coi là một cái số nguyên á, một cái số bình thường á, ở đây mình nói số nguyên trước, là cái số mà nó không có phần lẻ, thì nó sẽ được biểu diễn như thế nào. Một cái số mà nó không có phần lẻ nó biểu diễn như thế nào. Thì về bản chất á, thì trong cái cơ số 10 á, thì một cái số phần nó sẽ biểu diễn dưới dạng là thập phân, thì tức là nó sẽ là gì, nó sẽ biểu diễn dưới dạng là sk trừ 1 nhân với 10 mũ k trừ 1 như thế này. Đây thì ở đây thì tôi sẽ viết cái này cho các bạn dễ hình dung ra hơn. Đây ha. Đây tức là ví dụ như chúng ta có cái con số đó là 4 8 9 10, 4 8 9 1 5. Để tôi phóng to nó lên. À, 4 8 9 1 5. Thì cái con số này nó sẽ được biểu diễn dưới cái dạng là 4 nè, đúng không? Nhân với
10. Ở đây thì mình có là có 5 chỉ số đúng không? Thì ở đây nó sẽ là nhân với 10 mũ 10 mũ 10 mũ 4 ha. Ủa thầy, Với như thầy chưa xem màn hình đấy. tôi chưa xem màn hình rồi. Rồi, 4 nhân với 10 mũ 4 nè, đúng không? Cộng với 8 nhân với 10 mũ 3. Đúng không? Đấy, rồi mình sẽ cộng với tiếp là cộng với 9, đúng không? Cộng với 9 nhân với 10 mũ 2. Đúng không? Rồi mình cộng với tiếp 1 nhân với 10 mũ 1. 10 mũ 1. Tiếp 10 mũ 1. Và mình cộng với 5. 5 nhân với 10 mũ 0. 5 nhân 10 mũ 0 thì nó là 1, thì tôi bỏ ra đi ha. Đấy. Các bạn thấy không? Thì ở đây các bạn thấy đây là những cái số 10 này, nó hệ cái số 10 á, thì nó sẽ được biểu hiện dưới dạng này. Đúng không? Và khi đó chúng ta sẽ ghi lại những cái ký hiệu ở đây. 4, để tôi cho nó khác ha, cho bạn dễ thấy. 4 nè, 8 nè, 9 nè, 1 nè, 5 nè. Đúng không? Đấy, thì các bạn lấy những cái số này ra. Thì nó sẽ ra được cái mình biểu diễn cái số tương ứng ở đây. Thì tương tự như vậy, tương tự như vậy, ví dụ như bây giờ tôi biểu diễn cái số cơ số 2. Mình chưa học đến, mình chưa đó đến cái phần đó ha, nhưng mà đây các bạn mình sẽ dễ dàng mình sẽ thấy được cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ tôi có cái cơ số 2 thì nó sẽ là gì? Ví dụ như giờ tôi có cái số trong cái cơ số 2 1010 gì đó. 2. Nhiều quá bỏ bớt đi, nhiều quá hồi cộng mệt thôi. Trong cơ số 2, cơ số 10 thì đáng lẽ là nó phải viết giống như vậy luôn á ha. Nhưng mà do mình số 10 thì mình quen thuộc rồi, nên mình không cần phải đấy phải viết như vậy. Nhưng mà quen thuộc rồi mình không cần phải viết như thế ha. Đấy. Thì một số mà trong cơ số 2 thì nó sẽ được tính như thế nào, thì mình cũng làm tương tự như vậy ha. Thì ở đây nè, ở đây thay vì ở đây là số 10 đúng không, thì nó sẽ đổi lên số 2. Và ở đây nó sẽ là cái giá trị nó tương ứng. Đấy. Số 2 thì nó chỉ có hai giá trị 0 với 1 thôi. Đấy, như vậy mình thấy mình ở đây thì mình có thể mình tính nó ra rất là nhanh. Cái này lại ha. Đây là mình sẽ có 1 ha. 1 1 ha. 1 nhân với 2 mũ ha, 2 mũ mấy ha. Ở đây thì mình có bao nhiêu chữ số? 1 2 3 4 5 6 7 ha, 7 chữ số. Như vậy 1 nhân với 2 mũ 6 ha. 1 nhân 2 mũ 6. Và mình có tiếp là 0 nhân với 2 mũ 5. 0 nhân 2 mũ 5 thì do nó bằng 0 rồi nên tôi không có ghi ra ha. Cái này là 0 nhân với 2 mũ 5 thôi, để ghi ra luôn đi. 0 đúng không? Nhân với 2 mũ 5. Đó. Đúng không? Rồi, tiếp tục ha. Rồi, 1 nhân với 2 mũ 4 ha. 0 nhân với 2 mũ 3. Đúng không? Rồi, 1 nhân với 2 mũ 2. 0 nhân với 2 mũ 1. Và cuối cùng mình có cái hàng này là bằng 1. Đó. Đấy, thì bạn thấy thì nó sẽ tương ứng giống như vậy thôi, 1 nhân 2 mũ 6. Thì khi đó cái kết quả này nó sẽ ra là nhiêu? Kết quả này nó sẽ ra là nhiêu? Thì thằng này mình sẽ thấy 2 mũ 6 là 64 đúng không? Cộng với 2 mũ 4 là 16 đúng không? Cộng với 2 mũ 2 là 4 đúng không? Cộng 1. Thì kết quả nó sẽ ra là 64 là 80, 85 nó sẽ là 85. Ở đây nó sẽ ra là 85. Đấy, ví dụ đây là cơ số mà biểu diễn cái cơ số 2 như vậy thì nó sẽ tương ứng, nó sẽ là như thế này. Đấy, các bạn nhớ tôi cái chỗ này cơ số khác nó cũng tương tự, ví dụ cơ số 8 thì nó cũng sẽ là 8 mũ mấy tương ứng. Đấy. Rồi.
Tiếp tục, mình tiếp tục cái phần của mình ha. Rồi. Như vậy thì khi đó mình sẽ ở đây thì các bạn thấy nó sẽ minh họa là những cái nãy tôi nói đó ha. Đấy, tương ứng thì thay vì ở đây số 10 mình học một cái thôi mình biết luôn những cái khác ha. Đấy 10 nó sẽ ra như thế này. Đó. Thì ví dụ như cơ số 2 đúng không? Thì nó sẽ là ví dụ như bây giờ số mình tới số 224 ha thì mình sẽ có 2 nhân 10 mũ 2, 2 nhân 11 thì nó sẽ ra đúng là 224. Đấy, nó sẽ tương ứng ha. Đây là cái vị trí mình đặt vào nè, không? Đây là cái chữ số mà mình tương ứng và mình khi mình ra mình sẽ ra được cái giá trị của nó. Đấy. Thì đây chính là cái còn đối với cái số âm đối với cái số âm thì sao? Đối với cái số âm thì nó sẽ là thay thay vì cái dấu cộng thì nó đổi thành dấu trừ thôi ha. Đấy, dấu cộng thì mình không ghi nhưng mà dấu trừ mình sẽ ghi vô. Đấy. Thì khi mà cái số này mà nó trong thực tế các bạn thấy thì cái số này của mình nó không phải nó chỉ có phần nguyên không mà nó còn có cả phần thực nữa. Thì nó còn có cả phần thực nữa. Thì ví dụ như chúng ta nói là 23 đô 40 sen đúng không? Thì tương đương là 23.40 đô như thế này. Thì khi đó chúng ta biểu diễn cái này như thế nào? Thì khi đó chúng ta sẽ biểu diễn là cái phần thực, cái phần nguyên này nè. Không? Cái phần nguyên này thì nó sẽ biểu diễn giống như nãy 22 nhân 10 cộng 4 nhân 1 ha. Tuy nhiên là cái phần lẻ cái phần lẻ thì nó sẽ biểu diễn ra sao? Thì cái phần lẻ đây thì nó sẽ là thì cái phần lẻ này thay vì chúng ta đến 10 mũ 0 hết rồi đúng không? Thì cái phần lẻ này nó sẽ là nhân với 10 mũ trừ 1. 10 mũ trừ 1. Đấy, thì các bạn là ở đây là nó là cơ số và nó có số mũ âm ha, cơ số và số mũ âm tương ứng. Đấy, các bạn nhớ cái này ha để mai mốt là các bạn biết cách biểu diễn những cái số khác ở đây cũng vậy không đấy 4 4 mũ trừ 1 4 nhân 10 mũ trừ 1 phải không 0 nhân 10 mũ trừ 2 thì hết rồi đấy. Ví dụ như số 24 phẩy 13 này thì nó sẽ là 2 nhân 10 cộng 4 nhân 10 mũ 0 phải không 24 1 nhân 10 mũ trừ 1 và 3 nhân 10 mũ trừ 2 thì nó là 0,001 0,01 ha. Đấy. Thì các bạn nhớ thì đây cái số 10 đây là cơ số. Nếu bạn mình nhớ cái gì? Nhớ là cái phần dương thì cái số mũ của cái cơ số này nó là số 0 âm ha. Còn cái phần thập phân thì nó là số âm. Vậy ha, số mũ nó số âm. Thì tương tự như vậy thì mình sẽ có cái cơ số 2. Cái cơ số 2 thì nó sẽ được biểu diễn bằng hai chữ số thôi, số 1 và số 2. Tuy nhiên là thì thường người ta trong thực tế người ta không có dùng số 1, số 2. Và tôi sử dụng là số 0 số 1 nha ha. Ở đây nó viết hơi bị sai một chút để tôi sửa lại. S bằng 0 1. 0 1. Đấy ha. Dùng 0 1 đâu ai dùng 1 2 đâu. Rồi, 0 với 1 ha. Rồi. Đấy. Thì khi các bạn thấy ví dụ như cái con số này ha 1101 biểu diễn cái cơ số 2 thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? Thì các bạn sẽ thấy ở đây là mình đã bắt đầu là có 5 chữ số vậy là 1 nhân với 2 mũ 4 nè, đúng không? Cộng 1 nhân 2 mũ 3, cộng với 0 2 mũ 2, cộng 0 nhân 2 mũ 1, cộng 1 đây. Thì nó sẽ ra cộng ra nó ra 25 ha. Đấy. Ra là 25. Về cái số thập phân của cái số nhị phân thì như thế nào? Như nãy tôi nói thì nó cũng sẽ tương ứng với cái việc mà các bạn nhân với cơ số mũ số âm. Ví dụ như tôi nói là 101,11 101,11 mà viết theo cơ số 2 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng là 1 1 ở đây nó sẽ bằng 2 mũ 2. 0 ở đây nó sẽ là nhân với 2 mũ 1 nó ra như thế này. 1 ở đây thì nó sẽ ra là đây. Thì ở đây cái chỗ này là nói chung là 101 thì nó sẽ ra là 5. 101 là sẽ ra là 5. Còn cái chấm 11 này thì sao? Thì như thế nào? Còn chấm 11 này sẽ là 1 nhân với 2 mũ trừ 1 thì nó ra là 0,5. Rồi 1 nhân với 2 mũ trừ 2, 2 mũ trừ 2 thì nó ra là 1 phần 4 á ha, 1 phần 4 ra 0,25. Thì 0,5 cộng với 0,25 ra 0,75. Như vậy cái 11 phía sau này nó sẽ tương ứng vào 75, 5.75 ha. Đấy.
thì cái nguyên tắc của nó sẽ là thực hiện như vậy. Còn đối với hệ cơ số mà lớn hơn, ví dụ như hệ cơ số nhỏ hơn 10 thì các bạn cứ 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha. Đấy. Nhưng mà đối với hệ cơ số mà cái cơ số của nó mà lớn hơn 10 thì sao, thì khi đó thì mình đâu có thể nào có cái chữ số là 10 được. 10 các bạn biết 1 0 thì nó thành hai chữ số rồi, đúng không? Đấy, do đó người ta khi đó tôi chuyển qua dùng một cái từ chữ ha, nó quy ước thôi, nó gọi là A B C D F ha. Thì đó cái số A này tương ứng vào 10, B này là 11, C này là 12, D 13, D E 14 và F là 15. Đấy, thì nó có đúng có 15 ký hiệu ha, A B C D F. À, thì nó tương đương với cái giá trị như thế này. Thì khi đó cái hệ cơ số này nó gọi là hệ cơ số 16 ha. Do đó các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái hệ cơ số 2 2 16 hoặc được thêm hệ cơ số 8 nữa là được. 10 thì đương nhiên rồi ha, 10 thì đương nhiên à. Thì 8 thì nếu mà hệ cơ số 8 thì nó chỉ sử dụng đến số 7 này thôi. À, không phải số 7 thôi. Đấy, thì chúng ta biểu diễn những cái hàng này theo theo cái hệ cơ số tương ứng ha. Chẳng hạn ví dụ như cái con số là 2AE 16. À, 2AE 16. À, đấy. Thì cái số này nó sẽ là giá trị là bao nhiêu? Thì mình có 2 nè, đúng không? 2 2 nhân với 16 bình phương. A nhân với 16 mũ 1 mà A chính là 10 đấy ha, 10 nhân 16 mũ 1. E chính là 14 ha, E là 14. E 14 E nhân 16 mũ 0 ha. Thì khi đó nó sẽ là 2 nhân này ra 5 12, 10 nhân này ra 160, 14 nhân này ra 14 thì nó ra 686. Đấy. Tương tự như vậy mình có cái hệ cơ số octo, đó là hệ cơ số 8 á ha, octo đó là hệ cơ số 8. À, thì mình chỉ sử dụng có 7 cái ký hiệu thôi. A là 0 1 2 4 5 6 7. Đấy. Thì khi đó mình sẽ có ha, 1 2 5 6 và theo. Ví dụ như 1 2 5 6 hay 8 thì giá trị nó là bao nhiêu? Thì bạn sẽ thấy là nó tính như thế này ha, thì nó sẽ ra là 686. Ha. Đấy. Hồi nãy mình thấy ở trong hệ cơ số 16 cái thằng 686 này nó biểu diễn là 2AE đúng không? Nhưng mà trong hệ cơ số 8 thì nó biểu diễn là 1 2 5 6. À, biểu hiện trong hệ thập phân thì nó là 686. À. À, các bạn lưu ý cái chỗ này ha. Đấy. Như vậy cái câu chuyện bây giờ là chúng ta chuyển đổi cơ số, chuyển đổi giữa các hệ cơ số này như thế nào. À, cái câu chuyện chúng ta bây giờ là chúng ta chuyển đổi giữa các hệ cơ số này như thế nào. À, chuyển đổi cơ số 10, 2, 8 và 16 lẫn nhau như thế nào. À, thì từ mấy hàng đó mà chuyển ra hệ cơ số 10 thì mình thấy dễ rồi ha, thì mình cứ nhân với tương ứng thôi. Nếu mà bây giờ từ hệ cơ số 10 mà sang những cái hệ cơ số này chúng ta làm như sao, làm ra sao, làm bằng cách nào. Đấy. Ở đây tổng hợp lại, tổng hợp lại chúng ta có bốn cái hệ cơ số ở đây mà chúng ta thường hay sử dụng. À, hệ cơ số 10 không phải cơ số 9. À, ví dụ hệ cơ số nhị phân 0 1 1 0 0 1 ha. Hệ cơ số bát phân, hệ cơ số 8 á, octo anh á, không phải 67 đúng không? Hệ cơ số 16 2 16 ha, đây chính là cái bản mà tóm tắt lại các ý của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây một cái bảng ha. Cái bảng này là cái bảng mà biểu diễn biểu diễn các cái số của mình trong hệ cơ số khác nhau. Ví dụ như số 0 biểu diễn từ 0 đến 15 ha, 16 cái số đầu tiên. Từ 0 15 thì khi mà biểu diễn trong các hệ cơ số này, 16 cái số này biểu diễn trong hệ cơ số tương ứng thì nó sẽ ra như thế nào. Ví dụ 0 hệ nhị phân 0 1 1 0 1 1 1 0 0 octan ra như thế này. À, octan hệ cơ số 8 á, đến đây 7 ha. Nếu mà đến đây số 8 á, trong hệ cơ số 8 thì nó sẽ viết là 10 ha. 7, 9, 1, 11, 12, 2. Thì các bạn lưu ý những cái số này là nó biểu diễn trong hệ cơ số 8. Thì về tương ứng là những cái chữ số mà trong cái hệ cơ số đó nó phải luôn nhỏ hơn cái cơ số ha. Ví dụ như cái chữ số đây lớn nhất nó là 7 thôi. À, trong hệ cơ số 8 thì lớn nhất của nó là 7 thôi. Thì trong hệ cơ số 16 thì lớn nhất của nó là F thì nó chỉ là 15 thôi. À.
thì cái này thực ra nó giống giống như đại số vậy. Đó, dùng ký hiệu thay thế cho số. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái nội dung là chúng ta convert những cái cơ số này ra sao. Thì trước tiên là chúng ta sẽ chuyển những cái số này sang cái hệ cơ số thập phân. Chuyển những cái hàng này sang hệ cơ số thập phân thì chúng ta chuyển như thế nào? Thì chúng ta có cái phần nguyên và phần lẻ ha, phần nguyên và phần lẻ không, phần nguyên và phần lẻ ha. Thì cái phần nguyên thì mình chuyển trong hệ cơ số nào thì chúng ta nhân với cái cơ số tương ứng mũ ha, nhân với số mũ cơ số tương ứng lên thôi không. Còn cái phần thập phân thì chúng ta nhân với cái b mũ trừ 1 phần thập phân. Ở đây chúng ta có thể điểm qua một số cái ví dụ để bạn dễ hình dung nó hơn. Ví dụ như cái số này chuyển sang hệ thập phân thì chúng ta sẽ chuyển nó bằng cách nào? Lấy 1 2 4 4 ở đây, đây ra 6 ha, 11 đây ra 75, ra 6,75 ha. Còn nếu mà chúng ta biểu diễn trong hệ cơ số 16 thì chúng ta nhớ là phải lấy số mũ là 16 ha, cơ số 16 mũ lên không, cơ số là 16 ha, lấy cơ số 16 và mũ nó lên tương ứng. Ví dụ như chúng ta có 1 a 2 3 thì tương ứng nó 16 mũ 1, 16 mũ 0, 16 mũ 1 thì nó sẽ ra tương ứng như thế này, ra 26. Đấy. Thì ở đây chúng ta nhớ là chúng ta lưu ý một cái là ví dụ như cái thằng này cái giá trị 3 nhân 16 này thì thật ra là nó không phải là 0,12 đâu, mà nó có thể là 0,11 gì đó ha. Nhưng mà ở đây có thể chúng ta lấy làm tròn nó ba chữ số thập phân thôi. Đó, ba chữ số thập phân thì nó sẽ ra 0,012 ha. Đấy. Nếu mà làm tròn các bạn. Rồi, tương tự như vậy ha, những cái số này thì nó sẽ ra 19,234. Thì ở đây chúng ta lưu ý cái 23 18 này thì nó chỉ là gần đúng thôi, nó chỉ là gần đúng với giá trị này thôi chứ nó không phải ra chính xác hàng này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là cái 7 nhân với 1 phần 64 nè ha. 8 bình phương là 64, nghịch đảo xuống 1 phần 64 thì 7 phần 64 thì nó chỉ ra là gần đúng là như vậy thôi. Mình lại lấy cái số gần đúng. Đây. Nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng ha. Đấy. Thì đây là cái quy trình để chúng ta biểu diễn từ cái hệ cơ số bất kỳ sang hệ thập phân. Bây giờ ngược lại là chúng ta chuyển từ một cái hệ thập phân sang hệ cơ số bất kỳ thì chúng ta sẽ làm sao? Từ hệ thập phân sang hệ cơ số bất kỳ thì nó làm sao? Thì cái cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái con số đó, hệ thập phân thì nó là số bình thường mình hay biết ha. Chúng ta chia cho cái cơ số tương ứng, chúng ta chia cho cơ số tương ứng và chúng ta sẽ giữ lại cái phần dư, và chúng ta giữ lại phần dư thì sau đó chúng ta đọc ngược từ dưới lên. Đấy thì cái quy trình này ý nó là như vậy. Thì các bạn coi cái cách làm nó là như thế nào. Chúng ta bắt đầu từ từ cái giá trị s ha, chúng ta từ cái giá trị s đúng không, chúng ta từ cái giá trị s này chúng ta chia cho b, chúng ta chia cho b, chúng ta chia cho b thì chúng ta ra được cái phần thương rồi chúng ta lấy thương này chúng ta chia cho b tiếp, ra tiếp 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 đến khi nào thương bằng không thì dừng. Thì cứ tại mỗi lần chia thì chúng ta sẽ có ra được cái phần dư, tại mỗi lần chia chúng ta ra được cái phần dư, chúng ta nó lại ha, nó lại khi mà cuối cùng chúng ta ra cái này chúng ta đọc ngược từ dưới lên. Đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho các bạn coi cái này để các bạn dễ hình dung nhất dễ hình dung nhất đây cái cách làm của nó. Để các bạn dễ thấy thì tôi sẽ ví dụ tôi biểu diễn một cái con số từ hệ thập phân sang cơ số 2 đi ha, hệ thập phân sang cơ số 2 thì ví dụ tôi có cái số là 21 21 ha, tôi muốn biểu diễn sang cơ số 2. Đấy. Thì tôi lấy 21 này tôi chia cho 2, tôi lấy 21 này tôi chia cho 2 thì tôi sẽ ra là nó ra là bằng 10 đúng không, ra 10 dư 1. 21 này chia 2 thì ra là 10 dư 1. Đúng không? 21 chia 2 thì ra 10 dư 1. Rồi sau đó tôi lấy 10 tôi chia cho 2 tiếp thì tôi ra là 5 dư 0 ha. 10 chia cho 2 tiếp thì tôi ra là 5 dư 0. Rồi sau đó tôi lấy 5 tôi chia cho 2 tiếp thì nó ra là 2 dư 1. 2 dư 1. 5 chia cho 2 tiếp thì ra là 2 dư 1. Rồi, sau đó tôi lấy
2 chia cho 2 chia cho 2 chia cho 2 hiểu không? Ra là 1 dư 0 ha. Ra là 1 dư 0. Đó. Rồi. À, ra 1 dư 0. Rồi sau đó tôi lấy 1 tôi chia cho 2 tiếp thì nó ra là 0 dư 1 ha. À, ra 0 dư 1. Và ở đây đến 0 này thì mình dừng. À, đến 0 là mình dừng. Và sau đó mình đọc cái phần dư của nó từ dưới lên. À, đọc phần dư nó từ dưới lên. Như vậy cái kết quả của chúng ta nó sẽ ra là gì? Đọc từ dưới lên nè. À, đọc từ dưới lên. À. Đấy, chúng tôi sẽ đọc từ dưới lên. À, chúng ta đọc được cái kết quả phần dư dưới lên thì nó ra là 1 0 1 0 1 ha. Thì viết trong hệ số 2. Đấy. À, như vậy mình sẽ có 21 mà viết trong hệ cơ số 2 thì nó sẽ ra là 101101 101101. Đấy. À, thì ở đây là cái ví dụ chia cho 2 thì để các bạn thấy. À, ví dụ như tôi muốn đổi sang chia cho 16. À, đổi sang chia cho 16 thì tôi làm như thế nào thì tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. À, tôi sẽ tương tự như vậy. Tương tự như thế nào? Ví dụ như 21 chia cho 16 thì nó ra là 1 dư 5 ha. 21 chia cho 16 thì ra là 1 dư 5. Đó. Đúng không? 21 chia 16 ra 1 dư 5. Ví dụ như tôi muốn chuyển nó thành cái hệ cơ số 16 ha. Đó, hệ cơ số 16. Trong trường hợp này là hệ cơ số 2 ha. Hệ số 16. Thì 21 chia cho 16 thì ra là 1 dư 5. Thì 1 1 mà chia cho 1 mà chia cho 16 đúng không? Thì nó ra là 0 dư 1. À, đấy. Thì do đó cái thằng này thôi tôi đọc ngược từ dưới lên thì tôi sẽ ra là nó ra là 1 5 ha, 1 5 trong hệ cơ số 16. Hệ cơ số 16. À, thì đây là cái kết quả của mình. À, đấy ha. Thì hệ cơ số 8 của bạn cũng tương tự như vậy, bạn chia cho 8 thôi. À, rồi tiếp tục ha. Đấy thì đây là cái cách làm của mình. À, ví dụ bây giờ tôi một cái ví dụ khác ha để bạn thấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn biểu diễn 35 này trong hệ cơ số nhị phân. Đúng không? Thì tôi lấy 35 này tôi chia cho 2 thì ra 17 dư 1 ha. Tôi lấy 17 chia cho 2 thì ra 8 dư 1. Tôi lấy 8 chia cho 2 ra 4 dư 0. Tôi lấy 4 chia cho 2 ra 2 dư 0. Tôi lấy 2 chia cho 2 ra 1 dư 0. Lấy 1 chia cho 2 ra 0 dư 1. À, thì đến đây không là dừng. À, thì khi đó mình sẽ ra 1 đây và mình đọc ngược từ dưới lên. Đấy, hay gì tôi viết dọc thì nó viết ngang thôi. À, thì ra là 100011. À, 100. Đấy, thì đây viết trong hệ nhị phân. Còn ví dụ như số 126 viết trong hệ bát phân thì mình sẽ như thế nào? Mình lấy 126 mình chia cho 8 thì ra 15 dư 6 ha. 15 chia cho 8 thì ra là 1 dư 7, 1 chia cho 8 thì ra 0 dư 1 thì mình ra là 176 theo hệ cơ số 8. Ha. Đấy thì đây chính là cái cách mà mình đổi cơ số từ hệ thập phân sang hệ cơ số bất kỳ. À, còn với hệ hệ 16 thì sao? À, thì với hệ 16 thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. À, thì với hệ 16 thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Mình làm tương tự bằng cách nào? À, thì mình sẽ lấy 126 này mình chia cho 16 ha, thì mình sẽ ra 7 dư cho 126 mà các bạn chia cho 16 thì nó sẽ ra là 7 dư dư mấy? Dư mấy? Đúng rồi. À, mình sẽ ra là 7 dư do 14. dư sau sau dư 4 đợt. 14 này. Đúng rồi, dư 14 ha, dư 14 ha. Đấy thì thay vì mình viết 14 đây thì mình đừng viết 14, mình viết e. À, mình viết thành e. À, mình viết thành e. Đấy. Và sau đó mình nói 7 mình chia 16 ra 0 dư 7, đúng không? Đấy thì khi mình viết ngược lại mình ra là 7e. À, 7e 16. Chứ bạn đừng có viết số 14 ở đây nha. Ở viết số 14 để hồi bạn ghi 7 14 là rất là sai rồi. À, đấy, mình viết thành chữ E.
ha. Đấy. Thì tại vì thường á, là một cái chữ số là nó chữ số là nó chỉ có một ký hiệu thôi ha. Thì mình viết 14 này nó thành hai ký hiệu là không, mình ghi vô nó sẽ bị sai. Nhớ là cái chữ E của mình ha, E là đại diện cho 14. À thì đây chính là cái cách mà chúng ta chuyển cái phần Cô nguyên, giáo bảo cái viên à này chuyển cái phần không nguyên phải. thành phần thập phân. Bây giờ chúng ta chuyển cái phần thập phân, chuyển chuyển cái phần thập phân của nó như thế nào, à chuyển cái phần thập phân của nó như thế nào. Đấy thì chuyển cái phần thập phân của nó thì nó sẽ nó sẽ ngược lại một chút, là mình sẽ nhân với b lên, nhân với b lên, nhân với b đến khi nào nó ra bằng không thì thôi. Tức là từ từ cái số thập phân ha, số thập phân thì nó có phần nguyên và phần lẻ đúng không, thì cái phần nguyên của mình là mình chia thôi, còn cái phần lẻ là các bạn phải nhân nhân lên, nhân lên, các bạn phải nhân lên đấy. Thì mình nhân đến nào ra bằng không thì thôi. Thì một cái câu hỏi các bạn sẽ thấy là không phải có phần lẻ nào lúc nào cũng nhân lên bằng ra bằng không đúng không, thì lúc mình xử lý như nào. Ok không, mình sẽ đến cách mình xử lý. Rồi bây giờ mình sẽ thử trước cái phần này ha. Đấy tức là các bạn sẽ lấy cái thằng này, bạn nhân lên, nhân lên thì ra cái thằng f ha, thằng này nó ra phần f. Rồi sau đó mình sẽ tách cái phần nguyên của nó ra, cái sau các bạn sẽ tách cái phần nguyên của nó ra, tức là đây là cái phần lẻ ha, cái phần lẻ bạn nhân với cái cơ số tương ứng thì nó sẽ có cái phần nguyên và cái phần lẻ, thì mình sẽ tách cái phần nguyên ra. Còn cái phần lẻ thì mình nhân tiếp, mình lấy mình nhân tiếp, nhân đến khi nào mà nó ra đúng bằng không thì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ coi ví dụ như cái số mà 0.625 ha, mà biểu diễn trong hệ cơ số nhị phân thì biểu diễn như thế nào, thì các bạn sẽ lấy 0.625 này các bạn nhân với hai lên, nhân với hai lên thì nó sẽ ra là 0.625 mà nhân với hai thì nó ra là 1.25 đúng không, nó ra 1.25. Thì khi đó mình giữ lại cái phần nguyên là phần số 1 và các bạn chỉ để lại cái phần lẻ thôi là 0.25 ha. Mình lấy 0.25 này mình lại nhân tiếp cho hai lên thì đó là 0.5 ha, 0.5. Thì cái 0.5 này cái phần nguyên của nó là không, thì mình giữ phần nguyên của nó đây, phần lẻ mình để lại. Rồi 0.5 này mình nhân với hai lên thì ra là một đúng không, thì mình giữ phần nguyên của nó là một và phần lẻ nó là không, thì lúc này mình dừng. Thì do đó cái phần lẻ của 0.625 này khi chuyển sang nhị phân thì nó sẽ ra là 101. Ha đấy. Thì làm cái phần lẻ, thì nó ngược lại làm cái phần nguyên. Phần nguyên mình chia đôi, cái phần nguyên mình chia ra, còn phần lẻ thì mình nhân lên mình dịch giữ lại cái phần nguyên thôi, mình giữ lại cái chỗ nguyên thôi. Đấy. Các bạn hiểu tại sao nó ra được cái chỗ mà 0 chấm một chấm 0.101 giờ ha. Đấy. Nó cứ đúng theo đúng thứ tự này thôi, nó theo đúng thứ tự này luôn ha, nếu không phải đọc ngược lại như kia, nó theo đúng thứ tự này rồi. Một cái ví dụ khác để bạn thấy là cái trường hợp đây, ví dụ như bây giờ tôi có cái số 0.6634 này, 0.634 này đấy, mà tôi muốn biểu diễn trong hệ cơ số 8 thì tôi sẽ nhân lên, 0.634 mà nhân với 8 thì nó sẽ ra là 5.072, thì tôi giữ lại cái số 5 này, 0.072 này, là cái phần lẻ để lại ha. Rồi tôi nhân cái này với 8 tiếp, thì nhân với cái này với 8 thì nó ra là 0.576, thì tôi giữ lại cái số 0 này, 0.576 để đây. Ở 0.576 này tôi lại nhân với 8 tiếp, nó là 0.60 4.608 ha, 46 4.608, thì mình giữ lại cái số 4 này, 0.65 để đây. Không nhân lại tiếp thì nó ra này. Thì nếu các bạn cứ nhân hoài á thì hầu như là nó sẽ không ra bằng không. Hầu như là nó sẽ không ra bằng không được. Thì do đó mình sẽ làm tròn thôi, mình làm tròn ví dụ tôi lấy bốn số lẻ thôi thì tôi ra là 5.044 này ha. Đấy mình ra làm tròn ha, thì đây nó phải là dấu là gần bằng ha. Rồi đối với cái ví dụ như bây giờ tôi muốn biểu diễn một cái số mà nó vừa có phần phần nguyên cơ số là 178.6 trong số thập phân mà tôi biểu diễn sang một cái hệ cơ số nào đó thì sao? Thì mình tách nó ra làm hai phần, một phần nguyên và phần thập phân.
phần nguyên thì mình biểu chia 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 nó ra bình thường. Ví dụ như đây phần nguyên ha, phần nguyên tôi chia nó ra đấy, thì khi đó tôi biểu diễn phần nguyên của nó sẽ ra là b2 ha, b2 b2. Còn phần lẻ của tôi thì nó 0,6 ha, 0,6. Nhưng này các bạn thấy cái thằng này mà các bạn như mà chia nhân với 16 cái nó khúc khúc với vậy nên ra 99999 không, còn đây ra 0,6 0,6 0,6 0,6 hoài ha. Đấy thì đây có thể mình làm tròn thôi, làm tròn ví dụ lấy bao nhiêu số thì đây các bạn thấy là 99999 á, phía dưới là cái 9999, ở đây là cái 0,6 0,6 là không bao giờ ra bằng không được đấy đó. Thì đó mình làm tròn ha, thì khi đó mình có thể làm tròn 178.6 thì nó tương ứng với B2.916 ha. Đấy thì ở đây thì nó chỉ mình một cái cách mà mình đổi nhanh, đổi nhanh tức là sao, tức là mình có thể đổi từ cái hệ cơ số 2 sang cái hệ cơ số mà 8-16 luôn, tức là bạn không cần phải đổi qua hệ cơ số 10 rồi từ 10 chuyển qua 16 tức là thí dụ như bạn muốn chuyển từ cơ số 2 sang hệ cơ số 16 thì cái cách làm chính xác của mình á, cái làm chính xác của mình là mình lấy từ 2 mình chuyển qua 10 rồi từ 10 mình chuyển qua 16 đúng không? Thì đối đặc trưng đặc biệt đối với cái dạng 2816 này thì mình có cách mình chuyển đổi nhanh nó luôn. Mình có cách mình chuyển đổi nhanh nó luôn. Đấy. Thì bằng cách là mình nhớ được những cái giá trị tương ứng này. Mình nhớ những giá trị tương ứng này. Mình nhớ những giá trị tương ứng này và mình sẽ tìm mình cộng cho nó chuyển qua. Đây. Đây binary hexadecimal conversion ha. Ví dụ tôi chuyển từ cơ số 2 sang cơ số 16. Thì mình sẽ làm sao? Thì mình sẽ làm bằng cái cách là các bạn sẽ chia nó ra thành từng cộng 4. Mình chia ra thành từng cộng 4, kịch 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 kịch. Ví dụ đây cái số này. Ví dụ đây là cái số này. Mình chia nó ra thành từng cộng 4. Và chia ra thành từng cộng 4 và mình đổi từng cái cộng 4 này thành hệ 16. Thì các bạn nhớ làm sao mình đổi được? Thì mình đổi được, các bạn nhớ cái bảng này cho tôi. Đây. Nhớ cái bảng này. Đây ha, các bạn nhớ cái bảng này. Thì mình chia thành từng cộng 4. Ví dụ 1101 vậy là chữ đề. 11 đây chữ gì? 11 đây đi. Và chia. Còn hai này nó có 3 chữ số à. Thì mình thêm số 0 vào đọc. Thêm số 0 vào đọc. Đấy. Thêm số 0 vào đọc. Thì khi đó là mình sẽ chuyển đổi nhanh được hệ cơ số 12 sang hệ cơ số 16. Đấy ha, thì mình sẽ chuyển đổi nhanh được từ hệ 12 sang hệ 16. Đấy, mình chia ra thành từng cộng 4. Đấy ha, mình sẽ chuyển ra. Ví dụ như cái chữ này là chữ C đúng không? Đây là như là 12. Ở đây là số là 12 đúng không? 1100 là 12, 12 là C. Ở đây là số 14 đúng không? 14, 14 là chữ E, 10 là số 2 thì là C 16, C 2 16. Đấy. Thì đây là cái cách mà các bạn chuyển từ hệ cái số 2 sang hệ cái số 16. Còn khi mà ví dụ như chúng ta chuyển từ hệ cơ số 2 16 sang hệ cơ số 2 thì như thế nào? Thì nó chỉ đơn giản là các bạn ghép cặp lại thôi. Ví dụ 2 2 4 16 đúng không, thì 2 này nó sẽ là 10 rồi cộng 4 đây, 4 này nó sẽ là 100 là 0 này, C này nó là 1100, C này là 1100, như vậy mà ghép cộng 4 rồi vào thì nó sẽ ra thành như thế này. Thì đây là cái cách mà mình chuyển nhanh giữa 2 và 16. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn chuyển giữa 2 và 16 mình không cần thông qua cái hệ thập phân đâu, mình chuyển cái ào qua luôn. Mình chuyển một cái ào qua được luôn. Đấy. Tương tự như vậy mình có cách chuyển từ 2 sang hệ cơ số 8 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 8. Thì thay vì hồi nãy mình chia thành từng cộng 4 đúng không? Thì mình chia thành từng cộng 3. Mình chia thành từng cộng 3. Kịch 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 Đấy, 101 101 nè, 110 nè, 010. 101 110 010 mình chia thành từng cộng 3 đã, để mình chuyển nó qua thôi. Đấy, thì từ hệ số 8 qua hệ 16 qua hệ cái số 2 cũng như vậy, mình lấy 2 này chuyển qua nhị phân là 10, ở đây mình lấy cộng 3 mà thêm một chữ số vô, ở đây số 4 là 100 thì ra này, thì đây là 010 100 đấy, 010 100. Các bạn hỏi là ví dụ như trong trường hợp cái cơ số 2 này
mà nó ở đây do mình có chín chữ số, mình chia ba nó lẻ nó ra được đâu. Nhưng mà ví dụ là nó có 8 chữ số thì sao, 8 chữ số thì sao, à, mình không có chia ở đâu thì mình, các bạn cứ bắt cặp thôi, à, bắt cặp từ phía dưới lên nè, à, ba đây, ba đây, ví dụ như đây mình nó chỉ có 8 chữ số thôi, không, ví dụ như đây không một nè, không không một đây, ví dụ như mình không có số 1 này ha, mình chỉ có đây, ví dụ đi, ví dụ mình lấy cái số này luôn đi, mình chỉ có 7 chữ số thôi, à, không phải, à, đúng rồi, mình không có số 10 này ha, mình chỉ có đến đây thôi, không, 7 chữ số thì các bạn bắt cặp hết, cũng cặp 3 đây, cặp 3 đây, đây còn số 1 thôi, đó, đấy, số 1, chuyển qua thôi, đấy. Thì 1 mình ghi là 001, thì nó cũng là cặp 3 mà, đó. Ví dụ 1 á, 1 thì bạn ghi là 001 thôi, đây, đây, ví dụ nè, để bạn dạy, ví dụ thầy ơi lỡ em như thế này rồi em làm sao em chia, à, thì em cũng chia được mà có sao đâu, em 010 nè, 110 nè, đây là 001 đúng không ha, rồi được chưa đó, được chưa ha, rồi thì mình vẫn chia thành từng cặp ba được ha, rồi tương tự như vậy ha. Rồi từ hệ 16, từ hệ 8 sang hệ 16 thì nói chung là cái thằng này thì nó các bạn có thể chuyển từ 8 sang 2 rồi 2 sang 16 ha, 8 sang 2, 2 sang 16, nhưng mà ở đây nó có thể nó đưa mình một cái công thức để mình tính, nhưng mà thực ra tôi nghĩ cái này mình không cần nhớ đâu, 8 sang 16 ít xài lắm ha, thì mình chỉ biết thôi, thường là chuyển từ 2 sang 16, 16 sang 2, nếu tôi cho bài tôi cũng cho như vậy thôi. Đấy, 2 sang 8 hoặc là 8 sang 2, 2 sang 16, 16 sang 2 thôi. À, còn 8 sang 16 thì các bạn chả cần nhớ, 8 sang 16 đúng không? Mình chuyển từ 8 sang 2, chuyển từ 2 sang 16, xong. Ha. Đấy, cho mình mấy cái mình không cần nhớ. Cái này mình không cần nhớ. Cái này để máy tính nó tính, còn mình còn tính bình thường thì chả cần nhớ. Ha. Mà chỉ cần nhớ cho tôi là à, chuyển, cái này nhớ nha, để mai mốt có thi đó. Để thi đó ha. Là từ hệ con số 10 sang hệ con số bất kỳ, hệ con số bất kỳ sang hệ con số 10, rồi sau đó mình nhớ cái cách chuyển từ 2 sang 8, à, 2 sang 8 và 2 sang 16, vậy được rồi à. Rồi à, thì trong cái bài học hôm nay thì tôi đã giới thiệu các bạn về cái hệ cơ số ha, hệ cơ số và cái cách mà chúng ta chuyển đổi các cái hệ cơ số đó đấy, thì trong phần sau thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn về cái cách mà máy tính nó sẽ lưu trữ những cái giá trị số, đó là những dữ liệu của mình.